Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với ứng dụng công nghệ trên kênh YouTube của Tuân Lớp Vnet. Trong video này, mời các bạn cùng đón xem anh ấy chia sẻ một cách tự phá mật khẩu màn hình của chiếc điện thoại Oppo A52 và phá luôn cả địa chỉ Gmail cho những ai đang bị quên, không còn nhớ. Vâng, trong video lần trước anh ấy đã chia sẻ về cách phá mật khẩu màn hình, cũng như phá cả Gmail điện thoại Oppo A92. Ở trong hai sản phẩm này đều có bộ nhớ 128GB và đều được nâng cấp chạy hệ điều hành của Android 11. Sau đây mời các bạn chú ý đón xem màn phá khóa, phá bỏ mật khẩu màn hình của chiếc điện thoại Oppo A52 này nhé. Bước 1. Các bạn hãy nhấn vào nút điều khiển ở bên sườn phải của chiếc điện thoại. Việc đầu tiên là tắt nguồn như video. Các bạn nên nhớ, dù bị quên mật khẩu màn hình thì vẫn tắt được nguồn của điện thoại này nha. Sau khi đã tắt nguồn, các bạn nghiêng điện thoại này lên và nhìn về sườn hướng tay trái của các bạn, nơi mà có hai nút tăng âm lượng ở phía trên, giảm âm lượng ở phía dưới, theo chiều dựng đứng của chiếc điện thoại này nhé. Các bạn hãy nhấn ngón tay vào nút giảm âm lượng và đồng thời kết hợp cùng lúc nhấn một ngón tay khác vào nút tắt nguồn ban nãy phía sườn phải kia. Nhấn giữ khi nào chiếc điện thoại rung nhẹ và đồng thời nổi lên dòng chữ Oppo màu trắng thì các bạn bỏ tay khỏi nhấn nút tắt nguồn nữa nhé. Rồi chúng ta chờ đợi một chút. Một chút nữa thôi. Đến lúc màn hình hiển thị tiếp theo, Select Language, các bạn sử dụng nút tăng giảm âm lượng để di chuyển lên xuống dòng, hoặc nhấn cảm ứng vào dòng ngôn ngữ English này nhé. Tiếp theo là hiển thị Recovery. Tới đây các bạn chọn dòng Wide Data, tiếp theo chọn dòng Format Data, rồi đến đây máy đã hiện lên, và nhập cái mã ở cái dòng code này nhé. Poly Center Verve Cation Code 2265. Sau khi hiển thị Format Data on User Data này, các bạn click vào dòng format màu đỏ kia nhé. Rồi đến bước này chúng ta ngồi đợi format rút lại màn hình cũng mất chút thời gian đấy. Đành phải đợi chờ thôi, biết làm sao bây giờ. Nào các bạn đặt điện thoại xuống và làm một điều gì đó đi. Ví dụ như, ai chưa đăng ký thì nhấn nút đăng ký cho kênh YouTube của Tuân Lớp Net này. Sau đó nhấn vào nút chuông theo dõi để nhận tất cả thông báo khi có video mới được phát hành. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ kênh này tới các trang, các nhóm của mạng xã hội. Sau khi chờ đợi anh ấy rốt xong cái màn hình, cũng là lúc các bạn phải tự chọn ngôn ngữ của mình trong phần Select Language và việc kéo lên đi tìm ngôn ngữ tiếng Việt rồi chọn là không thể thiếu. Bước tiếp theo là chọn khu vực Việt Nam, rồi đến phần điều khoản dịch vụ. Các bạn ấn tích xanh hết các ô của điều khoản này nha, rồi kéo xuống tích tiếp vào ô. Tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản ở trên. Cuối cùng là ấn tiếp theo, rồi đến phần kết nối với mạng Wi-Fi. Các bạn phải chọn mạng Wi-Fi mạnh nhất, ổn định nhất để lắp cho nó nha. Sau khi nhập mật khẩu Wi-Fi thành công, ta lại ấn tiếp theo. Tới phần trợ lý của Wi-Fi này, các bạn để nguyên và lại ấn vào chữ tiếp theo nữa nhé. Quay đều, quay đều. Vâng, đang kiểm tra cập nhật. Khi màn hình hiển thị dòng sao chép ứng dụng và dữ liệu, thì các bạn nhấn vào chữ tiếp theo. Đến bước này đã ra phần bắt ta nhập mật khẩu của khóa màn hình. Và đương nhiên ta chưa có mật khẩu, vì thế các bạn tích vào dấu nhân để bỏ đi nhé. Đến bước này điện thoại bắt chúng ta phải xác minh tài khoản Gmail của nó vào đây. Nếu bạn nào còn nhớ, thì chỉ việc điền vào là đơn giản phá khóa màn hình của chiếc điện thoại Oppo A52 thành công. Còn nếu không nhớ tài khoản và mật khẩu Gmail thì sao? Cũng chả sao. Đó là điều bình thường của rất nhiều người gặp phải. Nhất là những anh chị và cô chú lớn tuổi thì đa số đều được người khác cài đặt điện thoại cho mình từ lúc mới mua về. Và thế là lại phải đem ra quán, ra thợ, mất tiền, mất thời gian, mất hết cả dữ liệu mà không thể sao lưu cập nhật về hả? Đúng rồi. Và các bạn nên nhớ, đây là chiếc điện thoại A52 chạy hệ điều hành Android 11. Ở phiên bản này chúng ta không thể nào làm theo cách thông thường là chỉ cần nhập mã vào là được đâu nhé. Vì thế anh ấy Tuân Lớp Vnet sẽ chỉ luôn
cho các bạn tự phá bỏ tài khoản Gmail ngay sau bây giờ. Bây giờ các bạn xem anh ấy bấm trở về. Quay lại đến đúng phần. Chọn cuộc gọi khẩn cấp. Thưa các bạn, nếu bình thường các bạn sử dụng hệ điều hành của Android 10 trở xuống thì ta chỉ cần điền vào đây, chỉ cần nhấn sao thăng 813 thăng là nó đã tự vào trong. Nó tự mở khóa cho các bạn để cài đặt lại máy. Các bạn lưu ý ở điểm này nhé. Nếu điện thoại của các bạn đang chạy hệ điều hành của Android 10 trở xuống thì chỉ cần điền cái mã theo video là được. Nhưng với dòng chạy hệ điều hành của Android 10 trở lên 11 này ý thì khó, cách đó không thể vào được đâu. Vì vậy các bạn phải làm theo tuân lớp net đi nào. Trước hết mình chỉ luôn cho các bạn cách kiểm tra xem chiếc điện thoại của bạn đang chạy hệ điều hành bao nhiêu. Nhấn phím sao thăng 899 thăng. Lúc này điện thoại đã hiển thị như video. Các bạn đếm từ trên xuống và chọn vào dòng thứ 7. Software version. Ở đây đã cho các bạn thấy thông số của nó. Model CPH2061. Và software version. Hệ điều hành Android 11 nhé. Chính vì thế ta không thể bấm theo sao thăng 813 thăng để mở theo cách thông thường như Android 10 trở xuống được đâu. Nào bây giờ các bạn nhấn nút trở về đến phần. Chọn ngôn ngữ. Ta chọn dòng, tiếng Việt, rồi ấn tiếp theo, chọn khu vực, ta chọn, Việt Nam, đến điều khoản dịch vụ, click vào ô, tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản ở trên, xong lại, ấn tiếp theo, đến phần Wi-Fi. Ở phần Wi-Fi này các bạn lưu ý là nhấn chọn vào dòng, thêm mạng thủ công, ở phần này các bạn chọn nhấn vào biểu tượng của micro bên trên góc phải của bàn phím đó, khi ra phần, cho phép board game. Các bạn ấn vào dòng, chỉ lần này, và các bạn lại nhấn vào biểu tượng micro ấy lần 2, và lại nhấn vào dòng từ chối lần thứ 2 nhé. Lúc này các bạn để ý biểu tượng của cái micro này nó đã khác với cái biểu tượng của micro ban nãy rồi đấy. Các bạn lại ấn vào micro này lần thứ 3, rồi, đã có dòng chữ. Bot cần quyền truy cập vào micro để bật tính năng nhập liệu bằng giọng nói. Các bạn nhấn vào chữ màu xanh, cho phép. Sau khi hiện trang, thông tin và ứng dụng này thì chọn vào các quyền ứng dụng. Tiếp theo là quyền ứng dụng. Các bạn nhấn vào dòng tìm kiếm có cái kính lúp này. Trên thanh công cụ tìm kiếm, các bạn đánh dòng chữ, xóa tất cả dữ liệu. Vâng, đến phần này các bạn xóa cài đặt từ trên xuống dưới. Đặt lại cài đặt mạng, chỉ đặt lại cài đặt hệ thống. Sau đó các bạn chọn vào xóa tất cả dữ liệu. Khi hiện lên Oppo màu trắng rồi tắt lịm đi là xong. Xong bước thứ 2, các bạn hãy chờ đợi một chút. Ở video này mình xin cắt bỏ đoạn rốt này cho nhanh nhé. Sau khi máy đã được phá khóa thành công và khởi động lại, đến lúc này các bạn cứ ung dung mà hưởng thụ. Nhưng đừng quên cài đặt những thứ cần thiết cho chiếc điện thoại yêu mến của mình. Các bước cơ bản chọn ngôn ngữ là tiếng Việt đã quá quen thuộc rồi phải không? Quen thuộc cho cả việc chọn khu vực là Việt Nam. Nhớ là phải nhấn nút tiếp theo nữa chứ. Và hãy đồng ý tất cả các điều khoản dịch vụ này đấy nha. Sau khi bạn nhấn tiếp theo và đến phần kết nối Wi-Fi, thì ta nhấn nút bỏ qua và OK cho nhanh. Mạng Wi-Fi ta cài vào sau cũng được. Ta nhấn tiếp theo phần trợ lý của Wi-Fi này luôn nhé. Đến phần các dịch vụ của Google, các bạn hãy nhấn vào xem thêm, để rồi nhấn vào chấp nhận. Ta chỉ nhấn để sau ở mục phương thức mở khóa, tài khoản hay tab, và nhấn tiếp theo ở các trang đề xuất nhập dữ liệu cá nhân hóa, và hãy nhấn bỏ qua ở cái app market này nhé. Chào mừng các bạn đã đến với Color Rose. Chúc mừng các bạn đã thành công trong việc tự phá khóa, phá mật khẩu của màn hình, cũng như phá bỏ cả tài khoản Gmail đã bị mất, bị quên trên chiếc điện thoại Oppo A52 của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh. Bạn nào gặp phải các lỗi này xem phần nào chưa hiểu xin để lại comment dưới phần bình luận để tiện cho việc tư vấn của Tuân Lớp Net.